Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục là đi săn hồn ma nha các bạn. Lần này sẽ là ở trong khu thị trấn của chúng ta. Và có một số bạn là chúng ta đi một vòng luôn nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của con ma ở đâu hết. Tại vì sao? Ủa gì kỳ lạ vậy, không thấy con ma nào hết trơn. Tại vì các bạn bỏ sót một cái vị trí trong đây nè. Đấy, các bạn đi vô đây nha. Quan sát mình nè, mình đi vô đây. Ở trong cái vị trí này thì rất là ít người rà soát luôn nha. Từ từ nha mọi người, từ từ con ma nó mới xuất hiện luôn. Đó, các bạn thấy gì chưa? Bóng dáng con ma đâu đây? Nà ní. Nó trốn trong đây các bạn à. Đó, các bạn thấy chưa? Nó trú ẩn cái vị trí mà rất là ít người đi tìm luôn. Ở trong đây thì sao các bạn bắt được? Mình bắt được một con này nè. Ghê không? Từ nay là các bạn coi clip mình là quay thực tế luôn cho các bạn xem nha. Cuối cùng ở đây có ma nha mọi người. Các bạn cũng có thể là chạy xe lại đây nè, xong rồi các bạn ghé vô coi có ma hay không. Chứ mình đi hướng kia thì nó hơi khó ra một tí xíu. Tại vì đi hướng kia là khúc này là không nhảy ra được rồi nè. Đó, cái không nhảy ra được nha mọi người. Chừng nào các bạn ăn bánh đúp á, thì mới có thể nhảy ra được thôi. Có chỗ này ra được nè, nhưng mà mình di chuyển nó khá là lâu á. Các bạn chỉ cần đi xe lại cái cây xăng, cái hàng rào lúc nãy á, thì các bạn có thể là ghé vô là được rồi. Wow, vậy là mình bắt được một con ở trong đó nha các bạn. Ghê không? Ở ngoài đây là không có con nào luôn nè. Tự nhiên nó trốn ở trong đó đó. Nó đâu có ai biết được đâu. Tại vì con ma này rất là ít luôn, rất là ít xuất hiện. Cho nên là các bạn nhớ quan sát những cái đường hẻm đây nè. Đó, những cái đường hẻm mà phía sau nhà đó mọi người. Thì có khả năng là nó sẽ xuất hiện nha. Dí hộp tiền sao, dính chuẩn. Dạo này cái hộp này xuất hiện nhiều ghê luôn á. Thêm một con ma ở đầu cổng đi vô luôn. Qua nay là mình bắt cũng kha khá con ma đó mọi người. Không biết là các bạn nào muốn mình mở hộp không ta. Chào luôn mở hộp giúp fan với bàn tay Sukuna này. Ý lộn, bàn tay nhân phẩm nha mọi người. Trời ơi, giỡn hoài. Đang ung dung trên trời thì tự nhiên mình thấy một cái con ma đang bay lượn ở đây nữa mọi người. Nhanh chóng lại lượm đầu bỏ túi liền. Ê bạn, giỡn hoài bạn. Đó, thêm một con ma nữa nha mọi người. Tiếp theo thì ở trong đây những cái căn nhà mà nó len lỏi vô các bạn cũng nên để ý nha. Tại vì nó hay chui chui vô mấy cái nhà này lắm. Thêm một con nữa nè. Vô rổ rồi còn chạy đi đâu nó không biết nữa. Trêu đùa tôi hoài. Nhây lắm người. Nè để coi có vô rổ hay không nha. Đó hay chưa. Vậy mày chạy đi đâu? Đó thì đây là cái vị trí mà con ma hay xuất hiện nha mọi người. Mình chỉ muốn nói là cái vị trí ở phía trong cái đường đó đó. Cái đường mà ở cái đoạn đầu clip đó mọi người. Ở phía xa cái bệnh viện này nè. Đó thì các bạn có thể vào đó để kiểm tra xem có hồn ma trốn trong đó hay không nha. Và video tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Sắp tới mình sẽ mở hộp cho mọi người. Cùng đón xem nhân phẩm của mình. Bye bye.